Chào các bác đã quay trở lại với Mộc Hương Shop. Hôm nay em mới xỏ xong một cái dây, một lô dây treo xe bằng mắt tử trầm hương. Rất là đẹp và to các bác nhé. Hàng này là hàng to. Hàng này là hàng tự nhiên núi rừng, hàng Nha Trang đấy các bác. Cực kỳ là đẹp luôn. Rất to đấy, xem so với cái bàn tay của em này, to lắm. Xỏ như cái chuông vậy, như là cái chuông đồng đó nha. Đây là dưới nó có rỗng này, bên trên này nó lại bó vào đó. Đây các bác nhìn cái kiểu dáng tự nhiên của nó đẹp nhá. Hàng lô hàng này rất là hiếm nha các bác nhá, hàng to mắt tử to như này hiếm lắm, không có nhiều đâu. Cho nên là em mua được cái lô này sưu tập để xỏ thành cái dây treo xe để cho các bác. Các bác nào mà có xe đấy thì các bác mua các bác treo, hoặc là treo ở chỗ phòng làm việc, hoặc là treo ở cái chỗ mà các bác chỗ thần tài đấy các bác, chỗ thần tài cũng được. Để trầm hương này nó có tác dụng phong thủy rất là cao, mang lại trấn trạch này, mang lại may mắn bình an này. Có cái miếng trầm hương ở trong nhà cũng rất là yên tâm các bác. Đó. Thì cái hàng này nó là hàng lớn các bác nhá, để cân thử. Em cân thử cho các bác. Nếu mà không tính cái dây mấy cái này thì cũng phải 40 gram đấy các bác. Rất là nặng. Mấy miếng này 36, 30, gọi 30 gram đi. Đấy cũng thế này. Nói chung là cái hàng này rất là to. Đó, toàn trên 30 gram thôi. Miếng này hai mấy gam này, 30 gam, tính thì nó chỉ còn có hai mấy thôi. Đó, gần như là rất là to, miếng nào cũng to, miếng này nhỏ nhất. Còn lại đây, còn lại là những cái miếng đợt trước đấy, đợt vừa rồi, cái nô vừa rồi đấy, tôi bán gần hết rồi các bác. Miếng to các bác cứ chọn miếng to các bác lấy rồi, cái nô vừa rồi miếng to là hết rồi. Còn lại những cái miếng nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn này này cũng rất là đẹp, giá tốt cho bác nhé. Những miếng nhỏ là giá tốt, giá từ 500 đến 650 một miếng. Đây đây, đó, giống hình cái chuông, giống hình cái chuông các bác, treo xe đó. Các bác lấy thì báo tôi nhé. Những cái hàng nhỏ này, hàng nhỏ này thì nó có nhiều hơn là hàng to. Hàng to này hiếm lắm các bác. Hàng to đây các bác nhìn này, để ra so với một cái miếng này, này nó chỉ bằng 1/4, 1/4 cái này thôi. Đấy, cái này có 10 gram và cái này 30 gram, 1/3. Cái miếng này là to nhất, đẹp nhất, treo xe quá tuyệt vời luôn. Để cho các bác xem nha, kỹ nha, dầu cực kỳ già luôn. Cái này đốt lên thơm lắm, tôi test mùi rồi, đốt lên cực kỳ là thơm luôn. Ngửi thì nó thơm nhẹ lắm, nó thơm rất là nhẹ, thơm nhẹ dịu, nhưng mà đốt lên thì thơm mạnh. Cái tinh dầu tự nhiên này không có thằng nào mà làm lại được cái tinh dầu tự nhiên các bác nhé. Không có thằng nào mà chất lượng mà có hệ hàng trầm tinh dầu tự nhiên được. Tôi đi mấy cửa hàng ở siêu thị đấy các bác, ở siêu thị tinh dầu ấy, cửa hàng tinh dầu ấy, gần như là toàn hóa chất không, toàn hóa chất tạo mùi thôi, chứ không có tinh dầu trầm thật nó bán ở đấy đâu các bác. Những cái cửa hàng tinh dầu sông ẩm sông đấy, sông tinh dầu ấy, ở siêu thị rồi ở các cái cửa trung tâm thương mại đấy, thì gần như là nó bán toàn hóa chất tạo hương thôi, tạo mùi thôi, và xông cái đất ấy không có tác dụng gì đến sức khỏe đâu, gần như là có hại nhiều hơn. Mấy cái hương như kiểu hương xả, hương cam, tinh dầu xả, tinh dầu cam, tinh dầu bưởi thì may ra là hàng tự nhiên thật, nhưng mà vẫn pha các bạn, vẫn pha. Thì những cái đấy nó là hàng công nghiệp,
rất là đẹp luôn, ngon nhá. Tinh dầu tự nhiên này tuyệt vời, cái này cũng đẹp này, cái này cũng rất là đẹp. Để các bác chỉ đốt một tí ở đây này, xíu ở đây để nó dầu của nó này, chỉ đốt hơ hơ nhẹ đây, dầu nó chảy ra các bác ngửi cái hương của nó thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó thì các bác nào lấy thì báo tôi, cái hàng này thì tôi bán là 1,5 triệu, 1,2 đến 1,5 triệu các bác nhá, 1,2 đến 1,5 triệu. Miếng này thì vừa phải nhỏ, miếng này là 750 các bác nhá, miếng này 750 để cho các bác miếng này, miếng này cũng khá là to, cùng nô đấy nhưng mà giá nó rẻ hơn, nó bé, nó bé. Rỗng, nó rỗng ở giữa các bác nhá, mắt tử nó rỗng ở giữa, gần như là miếng nào cũng thế. Cái này nó dày này rồi, nó dày cộp này. Treo cái này, treo xe thì tuyệt vời rồi. Treo xe, treo chỗ làm việc, treo bàn làm việc. Cái này cũng rất đẹp, cái này cứng cáp lắm, này nó cứng, dầu nó cứng, nó già, nó đanh, nó cứng lắm. Có một cái tượng Quan Âm này nữa. Tôi có một cái tượng, bức tượng Quan Âm bằng hàng tốc núi này. Tôi đang để giá tốt này, bác nào lấy thì báo tôi này. Bức này tôi để cho các bác giá cực kỳ tốt nhé, các bác lấy thì báo tôi nhé. Ở đây còn có mấy cái miếng trầm cảnh này nữa, hàng kiến rừng đây, trầm cảnh này. Hàng này thì để trưng bày vào các bác sông cũng được, sông này cũng được, trưng bày để trưng bày trong để lên trên cái khay, cái đế, xong là để như này này, hoặc để dựng đứng lên cũng được. Để cái khay dựng đứng lên như quả núi này, dựng lên cũng được. Hoặc miếng này, miếng này giàu già hơn. Hàng cảnh có cái quả này, quả núi này. Đấy, cái này thì không cần phải khay nữa, cái này các bác để trên ban ở ban thần tài, hoặc là bên bên cạnh như này, như tôi để này. Đấy, đó, tôi để một quả núi ở góc ban thần tài. Đó, thì các bác nếu mà ban thần tài to các bác có thể để, hoặc là để các bác để bên trên ban thần tài. Đó. Rất đẹp các bác nhá, trầm cảnh, hàng kiến, rừng tự nhiên. Đó, thì các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ số 0987 86 3250, bên tôi sẽ tư vấn cho các bác. 0987 86 3250 Zalo các bác nhé. Đây là thẻ bảo hành Mộc Hương Shop. Các bác cần những cái sản phẩm gì thì cứ alo trực tiếp, từ bên tôi sẽ tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác đã đồng hành và theo dõi Mộc Hương Shop. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.